Hoàng Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn ha. Trong video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ là cái cách sử dụng nhanh máy đo đường huyết Oke sản xuất tại Ý. Máy này thì bảo hành trọn đời ha. Giá của hãng niêm yết là 1.150.000 và đi theo máy là chúng ta sẽ có thêm là kim và 25 que. Thì sau khi hết thì chúng ta có thể mua hũ que là khoảng 220.000. Rồi, thì video trước là Hoàng Sơn làm ngắn gọn để cho cô chú mình có thể ở dưới quê sử dụng được, là không cần cài đặt gì hết, cắm que vào là đo rất là nhanh. Còn bây giờ là nếu mà như cả nhà mình sử dụng hết chức năng nó một cách chuyên sâu thì chúng ta cần cài đặt ngày giờ và cài đặt tiếng beep như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo nha. Thì nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi điện trực tiếp Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới trong tiêu đề, hoặc là nếu mà như máy có trường hợp bị trục trặc báo lỗi như nào đó thì cả nhà mình có thể xem video tiếp theo nha, video về cách khắc phục lỗi tại nhà. Thì đi theo máy chúng ta sẽ có một cái cây bút lấy máu nè và một cái máy. Rồi cái cây bút lấy máu thì khi chúng ta thay kim á, chúng ta nắm ở giữa hai cái đầu màu trắng trắng đục, chúng ta xoay một cái để chúng ta có thể gắn kim vào. Rồi và chúng ta xoay cái nhẹ cái đầu này ra để chúng ta lấy cái kim ra, rồi lắp lại như cũ ha. Rồi và xong. Còn chỉnh độ sâu kim thì chúng ta nắm giữa màu trắng và màu trong màu đục nè, mình xoay để mình chỉnh cái độ sâu, ví dụ số 3 đó là chỉnh cái độ sâu của cái kim. Rồi để mà chúng ta kéo cái kim lên cò là chúng ta nắm cái đít, chúng ta ghì ra phía sau đó, và chúng ta để vào tay mà mình chích lấy máu. Rồi thường số 3 là trung bình nha. Rồi còn cái hũ que này nè thì hạn sử dụng của nó là thường khoảng 1 năm, nên là cả nhà mình khi mua chúng ta có thể chú ý xem cái hạn sử dụng. Và khi chúng ta lấy que ra là cái tay chúng ta phải làm sạch lau khô nha, vì khi mà ướt nó sẽ hư những que còn lại bên trong đó. Và khi mà chúng ta lấy que ra rồi đậy lại liền đó. Còn nếu mà chúng ta cắm vào mà cái máy nó tắt chưa kịp sử dụng thì chúng ta cứ rút cái que đó ra cắm lại, mình không được lấy máu trước nha. Khi nào giọt máu chớp chớp chúng ta mới lấy máu, chứ chúng ta lấy máu trước vào que thì nó hiểu que đó ra xài rồi không xài được. Rồi cái đó là sẽ hướng dẫn lại cái cách chúng ta sử dụng bút lấy máu và que. Rồi bây giờ cách cài đặt máy nha. Thì đi theo máy chúng ta sẽ có cái bảng, sau khi mà máy đo xong nó sẽ ra một cái con số, thì chúng ta sẽ ra một cái bảng này. Thì cái hãng Oke này cũng giống như những cái hãng máy đo đường huyết khác, là mỗi máy thường người ta chỉ sử dụng là một đơn vị đo, ví dụ là millimol hoặc là milligram. Thì nếu mà đơn vị nào thì chúng ta ra bên cái cột đó, tại chúng ta có hai đơn vị song song để cho người sử dụng có thể xem nè. Nếu mà như màu xanh là đường huyết bình thường trước bữa ăn, màu vàng là bình thường sau bữa ăn, còn màu đỏ là bị tăng đường huyết nha. Đó, chúng ta có thể xem thêm. Rồi thì cái máy này nó chỉ có hai nút nhấn thôi, nút bên đây là chữ M và nút bên đây là C. Rồi còn phía sau là nắp pin và một cái nút gạt để chúng ta có thể lấy que ra ha. Chúng ta cắm que vào và lấy que ra chỗ này. Rồi ví dụ chúng ta cắm que vào nha, khi mà máy chưa cài đặt thì hiển thị như thế nào. Nếu mà như mình xài nhanh á, mình cắm que vào, cái chữ Oke chúng ta nhìn thấy nè, và cái hiện cái mũi tên vô máy là cái mặt thuận, chúng ta để màu trắng là mặt ngược nha. Đó, màu đen là mặt thuận, chúng ta để vào máy, chúng ta cắm vào chứ không cắm ngược lại nha. Rồi còn lấy máu thì từ ngoài chúng ta sẽ chạm vào. Cả nhà thấy sau khi chúng ta cắm que vào thì nó sẽ hiện giọt máu chớp 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 để chúng ta có thể lấy máu xài đo nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chưa xài lấy ra, mình sẽ bỏ vào cái hũ này liền. Còn nếu xài rồi bỏ nha, không có bỏ vô đây, nó sẽ hư những cái que còn lại đó. Rồi khi mà chúng ta cài đặt thì chúng ta đè giữ cái nút M này khoảng 3 giây. Đó. Còn khi mà chúng ta xem lại bộ nhớ thì chúng ta chỉ bấm 1 giây là nó hiện lên bộ nhớ, và bấm chữ C là nó hiện từng lần lên. Bộ nhớ này thì được rất là nhiều lần cả nhà ha, nó được tới 300 lần lên, rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đè vào nút M, cả nhà chú ý nha, đè 3 giây. 1, 2, 3. Cả nhà thấy không, nó sẽ hiện cái chớp 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 nè. Đó, là ở phía trước là ngày tháng, sau đó chúng ta bấm vào chữ C, chúng ta thấy nhảy không nè, số 2, số 3, số 4, số 5, thân nhắc lại nha, chúng ta bấm giữ nút M 3 giây, sau đó nó sẽ hiện thị cái màn hình chớp chớp chớp, tức là nó sẽ là
chỉnh ngày trước, sau đó chúng ta tháng trước ha, sau đó mình ta bấm chữ CCC để nó tăng, ví dụ tháng 1, tháng 2, tháng 3 tới tháng 12 xong bấm cái nữa quay về tháng 1. Còn lỡ lỗ thì chúng ta tiếp tục bấm chữ CCC để nó xây dòng. Rồi sau đó chúng ta bấm chữ M là chuyển qua ngày. Rồi bấm cái nữa là 24 giờ hoặc 12 giờ. Rồi bấm cái nữa, bấm chữ M nó sẽ chuyển qua phút. Rồi bấm là chuyển qua năm. Rồi bấm cái nữa thì nó sẽ chuyển ra tiếng bếp, tắt tiếng bếp hay mở tiếng bếp. Rồi bấm cái nữa là chuyển sang cell del, del là xóa, rồi mình có xóa cái dữ liệu đó hay không. Rồi, và chúng ta muốn thoát ra thì bấm giữ chữ M 3 giây. Rất là dễ dàng ha. Rồi, còn khi mà chúng ta xem lại bộ nhớ, chúng ta chỉ cần bấm bộ nhớ chữ M một cái là vào bộ nhớ 1 giây thôi nha. Sau đấy chúng ta bấm C thì nó sẽ hiện từng lần lên. Còn nếu mà chúng ta không bấm gì hết thì sau khoảng hơn 1 phút, khoảng 100 giây á, thì nó sẽ tắt máy, tự tắt máy luôn. Rồi, chúng ta không có cần quan tâm gì ha. Còn nếu mà khi xài thì chúng ta không cần quan tâm gì hết mà chỉ cắm cái que vào kịch một cái. Đó, nó sẽ hiện giọt máu chớp 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 thì chúng ta đo thôi. Cái máy này thì đơn giản là có bộ nhớ khoảng 300 lần và chúng ta có thể xem lại ngày giờ nhớ và chúng ta có tắt tiếng bếp hay để tiếng bếp. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chúng ta không có cần cài đặt mã code như những cái model đời cũ nha. Mã cũ thì chúng ta sẽ phải cài đặt code của hộp với máy, nó phải phù hợp nó mới đo đúng. Còn cái này là nó tự động nhận code. Rồi, trong video kia thì Hoàng Sơn có chia sẻ chúng ta cái cách lấy máu, rồi cả nhà mình muốn xem nhanh thì có thể xem lại. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe ha. Có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại ha.